đo tầm vận động khớp. Các khớp bàn ngón tay. Tư thế bệnh nhân, ngồi cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp và ngửa, cổ tay ở tư thế trung tính gấp và duỗi. Đo tầm vận động. Gấp khớp bàn ngón. Đặt thước đo góc. Cành cố định, đường giữa mặt mu xương bàn. Chụp, mặt mu khớp bàn đốt. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón gần. Tầm độ bình thường, 0 đến 90 độ. Đo tầm vận động, duỗi khớp bàn ngón. Đặt thước đo góc. Cành cố định, đường giữa mặt mu xương bàn. Chụp, mặt mu khớp bàn đốt. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón gần. Tầm độ bình thường, 0 đến 45 độ. Đo tầm vận động, gấp khớp liên ngón gần. Cành cố định, đường giữa mặt mu ngón gần. Chụp, mặt mu khớp liên ngón gần. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón giữa. Tầm độ bình thường, 0 đến 100 độ. Đo tầm vận động, gấp khớp lên ngón xa. Cành cố định, đường giữa mặt mu ngón giữa. Chụp, mặt mu khớp liên ngón xa. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón xa. Tầm độ bình thường, 0 đến 90 độ. Đo tầm vận động, gấp khớp bàn ngón cái. Cành cố định, đường giữa mặt mu xương bàn. Chụp, mặt mu khớp bàn ngón. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón gần. Tầm độ bình thường, 0 đến 50 độ. Đo tầm vận động, gấp khớp gian ngón cái. Cành cố định, đường giữa mặt mu ngón gần. Chụp, mặt mu khớp gian ngón. Cành di động, đường giữa mặt mu ngón xa. Tầm độ bình thường, 0 đến 80 độ. Đo tầm vận động, duỗi khớp cổ bàn ngón cái. Tư thế, ngón cái tựa trên mặt ngoài của xương bàn thứ hai. Cành cố định, đường giữa mặt lòng xương quay. Chụp, mặt lòng khớp cổ bàn ngón cái. Cành di động, đường giữa mặt lòng xương bàn thứ nhất. Tầm độ bình thường, 0 đến 20 độ. Cũng có thể đo mặt mu như video minh họa. Đo tầm vận động, dạng ngón cái. Cành cố định, đường giữa mặt ngoài xương bàn thứ hai. Chụp, mặt ngoài mỏm châm quay. Cành di động, đường giữa mặt ngoài xương bàn thứ nhất. Tầm độ bình thường, 0 đến 70 độ. Đo tầm vận động, đối ngón cái. Có thể đo khoảng cách giữa đầu ngón cái với đầu các ngón bằng mm. Video minh họa.